Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và nội dung chính trong chương trình hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị một cái bài tập, một cái hướng dẫn để giúp cho quý vị có thể là tác động vào những khu vực mà dễ bị tắc nghẽn nhất của một cái đường kinh mạch để mà đả thông nó. Và cái đường kinh mạch ngày hôm nay Khải muốn chia sẻ đó chính là đại tràng kinh. Trong hai cái video gần đây nhất á, là Khải đã hướng dẫn cho quý vị cách để đả thông vào những khu vực dễ bị tắc nghẽn của tam bào kinh và tam kinh, hai đường kinh mạch liên quan đến tim của chúng ta. Thì ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta đả thông vào khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất của đại tràng kinh. Khi mà chúng ta tăng cường chăm sóc đả thông vào khu vực này thì sẽ giúp cho quý vị có thể phòng tránh và hỗ trợ điều trị được những bệnh lý như là nhức đầu này, nhức răng này, rồi là da mẫn cảm này, và những bệnh lý về đường tiêu hóa như là trướng bụng, ăn không tiêu, hoặc là những bệnh lý mà có cái đường kinh mạch này nó đi ngang qua như là đau nhức cái khuỷu tay, đau nhức bị viêm khớp vai hoặc là bị viêm họng mãn tính. Thì đó là những cái bệnh lý quý vị có thể cải thiện được khi mà thực hành cái bài tập này. Và trước khi mà đi vào phần hướng dẫn, cũng rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào cái quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha. Và trước khi mà đi vào phần chia sẻ thì Khải xin phép nhắc lại một vài thông tin. Thì trong hai cái video trước đây, Khải có nói với quý vị rằng các nhà nghiên cứu về y học cổ truyền, những lương y người ta đã nghiên cứu trên thực tế và người ta cho biết được rằng trong tất cả 14 đường kinh mạch bao gồm 12 đường kinh mạch chính và hai đường kinh mạch là nhâm mạch và đốc mạch ở phía trước và phía sau cơ thể chúng ta. Thì trong tất cả 14 đường kinh mạch này thì mỗi đường kinh mạch sẽ có những khu vực dễ bị tắc nghẽn riêng. Và cái nguyên nhân là do tiếp xúc với lại tà khí. Và khi tắc nghẽn á, thì ứng với mỗi đường kinh mạch sẽ có những cái bệnh lý riêng đối ứng với những cái đường kinh mạch đó. Ví dụ như là tam bào kinh thì nó sẽ những khu vực mà dễ bị tắc nghẽn là khu vực nằm xung quanh cái khớp khuỷu tay ở mặt bên trong. Còn tam kinh á, là khu vực ở phía dưới cái cổ tay nằm ở gần chỗ này dễ bị tắc nghẽn, và một khu vực nữa là gần khuỷu tay nhưng mà nằm ở phía dưới khu vực này, gần khu vực quai vị thiếu hải. Đấy, đấy là những khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất của tam bào kinh và tam kinh. Còn trong cái trường hợp cụ thể ngày hôm nay á, Khải hướng dẫn quý vị là cái khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất của đại tràng kinh, và cái khu vực đó chính là khu vực nằm trên mu của bàn tay. Đây quý vị này, nó nằm ở phía dưới cái ngón tay trỏ nha. Đây, đây chính là cái khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất của đại tràng kinh, tức là cái đường kinh mạch mà nó liên quan và chủ trị trực tiếp ở cái ruột già của chúng ta, tức là cái đại tràng đó. Cho nên kinh mạch mà chủ trị ở đại tràng gọi là đại tràng kinh, nằm khu vực này là cái khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất. Và thêm một khu vực nữa là ngay ở trên cái khu vực mà cái chỗ vai đó quý vị này, đây khu vực chỗ này, ngay chỗ vị trí huyệt vị kinh ngung và huyệt vị cửa cốt. Đấy là hai khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất của đại tràng kinh. Thì nếu như mà quý vị có những cái triệu chứng như là chúng ta hay bị nhức đầu này, hay bị nhức răng này, da thì mẫn cảm dễ bị dị ứng này, rồi gân xanh đồi mồi nám da nổi lên nhiều này, rồi những bệnh lý liên quan đến đường ruột như là ăn không tiêu, trướng bụng này, và những cái bệnh lý liên quan đến đường kinh mạch này đi ngang qua như là đau nhức khuỷu tay, đau nhức cái vùng khớp vai, viêm họng, thì quý vị hãy nghĩ đến là chúng ta cái đường kinh mạch đại tràng kinh này trong cơ thể dường như là nó đã bị ách tắc, và quý vị hãy thử khám ở khu vực này, chúng ta miết thử vào khu vực này xem thử là có đau bất thường hay không. Nếu mà nó đau bất thường thì khả năng là nó đang bị ách tắc đó, dẫn đến là khí huyết nó không có nuôi dưỡng đủ được cái đại tràng kinh của chúng ta, và dẫn đến là chúng ta gặp phải nhiều triệu chứng và bệnh lý, cũng như là chúng ta khám và xem khu vực này xem thử có đau bất thường hay không. Đó, đó là những cái dấu hiệu mà cơ thể chúng ta báo cho chúng ta biết là đường kinh mạch này đã bị ách tắc và chúng ta cần phải làm những cái việc
việc chúng ta cần phải làm là tác động vào bằng những cái thủ pháp để đả thông nó đi. Thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị những thủ pháp, nó rất là đơn giản thôi quý vị, ai cũng có thể thực hành được cả. Giống như Khải nói, khu vực đầu tiên, khu vực nằm trên cái mu bàn tay và nằm phía dưới ngón tay trỏ, thì chúng ta chỉ cần dùng cái ngón tay cái của mình này, chúng ta đặt lên cái khu vực này, từ cổ tay này, đây, đặt vào trong khu vực này, chúng ta miết một cái đường thẳng lên như vậy, đấy, miết lên đến là cái chân của ngón tay trỏ, chúng ta miết như vậy thôi, đấy, chúng ta cứ miết một cái lực vừa phải thôi quý vị, không có mạnh quá. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có dùng một cái lực mạnh nhẹ quá thì nó lại không có cái hiệu quả. Thì chúng ta phải miết một cái lực vừa đủ. Chúng ta cứ miết như vậy, chúng ta ngồi, chúng ta đứng, cái tư thế nó không có quan trọng. Chúng ta ngồi đứng cũng được hoặc là nằm cũng được. Chúng ta tác động vào như vậy nha. Tác động khoảng từ 2 đến 3 phút. Làm xong cho tay trái, chúng ta làm trên tay phải. Ở nhà nếu như mà quý vị có trồng ngải cứu khô á, thì chúng ta có thể là hái cái lá ngải cứu khô, chúng ta phơi khô và lấy giấy chúng ta cuốn lại thành những cái điếu và chúng ta thắp đỏ lên, chúng ta hơ vào khu vực này. Tại vì cứu là một trong những kỹ thuật để đả thông huyệt vị đã được áp dụng từ rất là xưa. Và trong Đông y có một cái cụm từ, đó chính là châm cứu. Và châm cứu nó có hai từ, châm và cứu. Châm là dùng kim để châm để đả thông huyệt vị, còn cứu tức là dùng cái ngải cứu này để cứu vào huyệt vị. Thì ở nhà nếu mà quý vị có trồng thì rất là tốt, chúng ta có thể dùng để làm thực phẩm, cũng rất là tốt cho sức khỏe, hoặc là phơi khô để thắp thành những cái điếu chúng ta hơ vào khu vực này. Còn nếu mà quý vị không không có thì chúng ta có thể liên lạc với Khải để Khải cung cấp, tại vì Khải đã thu hoạch phơi khô và xay nhuyễn ra thành bột và đúc thành những cái điếu như thế này để dễ sử dụng cho quý vị này. Và chúng ta chỉ cần là lấy ra một điếu thắp đỏ lên bằng cái bếp ga này hoặc là bằng cái bật lửa khò để cho nó nhanh, nó cháy nhanh, và chúng ta hơ vào cái khu vực dễ bị tắc nghẽn của đại tràng kinh, như là trên cái khu vực này đây. Ở đây là cái điếu ngải Khải đã thắp lên được 1/3 rồi đây, thắp bớt rồi, thắp nó cháy tàn bớt rồi đây. Thì chúng ta cứ thắp đỏ lên, chúng ta cầm ba ngón tay như vậy này và chúng ta hơ hơ vào khu vực này, hơi dọc vào khu vực này, thì cái hơi nóng cũng như là cái khói của cái ngải cứu nó sẽ giúp là đả thông cái khu vực này. Đấy, chúng ta cứ hơ gần, mà nóng quá là chúng ta điều chỉnh cái độ cao lên, làm sao đó mà chúng ta cảm thấy nó vừa đủ là được, không có nóng quá, cũng như là đừng có để xa quá thì nó không có nóng, nó không có hiệu quả. Đó là cái ngải cứu. Quý vị có thể là dùng thêm cái này để tránh bỏng da này. Đây là cái ống xông ngải. Thì chúng ta chỉ cần cắm cây sắt này vào đây, rồi thắp đỏ lên, xong đó là cắm vào cái ống hơ như vậy. Chúng ta cắm đến nửa cái lỗ nhựa này này quý vị này, đây là chúng ta đặt và chúng ta hơ. Thì cái ống nhựa này nó sẽ có cái vai trò là cố định khoảng cách của ngải cứu với lại da, thì nó sẽ không có sợ bỏng. Thì chúng ta cứ hơ như vậy trong khoảng 5 đến 15 phút nha. Rồi chúng ta cũng làm ngược lại trên tay phải, một ngày làm từ 2 đến 3 lần. Và nhân tiện đây thì Khải cũng sẽ chia sẻ thêm một cái thông tin như sau. Đối với tất cả những đường kinh mạch trong cơ thể thì mỗi đường kinh mạch đều có những cái khung giờ hoạt động riêng. Thì tuân theo cái quy luật tiên ở lưu trú là mỗi đường kinh mạch sẽ có một cái khung giờ hoạt động riêng. Và đối với đại tràng kinh á, thì nó sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 7 giờ sáng nha quý vị. 5 giờ đến 7 giờ sáng. 3 đến 5 á, là phế kinh, 5 đến 7 là đại tràng kinh, 7 đến 9 á, là vị kinh. Quý vị hãy nhớ như vậy. Thì trong cái khung giờ mà từ 5 giờ đến 7 giờ sáng á, là chúng ta nên vỗ nhẹ vào đại tràng kinh và nên đi đại tiện để giúp á, là đại tràng kinh giúp chăm sóc cái đại tràng của chúng ta được tốt nhất, cũng như là tống đẩy những cái chất cặn bã ra môi trường bên ngoài một cách là sạch sẽ nhất. Và cái đường đi của đại tràng kinh á, là nó sẽ bắt đầu đi từ huyệt vị thương dương nằm ở cái mép ngồi dưới cái móng tay của ngón tay trỏ. Nó sẽ đi dọc theo cái ngón tay trỏ này, đi qua khu vực này, đi qua huyệt vị hợp cốc này, đi xuống phía dưới này đây, và nó đi men theo đi lên khuỷu tay, nó đi sẽ đi qua huyệt vị khúc trì, đi lên vùng vai, đi qua huyệt vị kiên ngung, và cứ như vậy đi lên vùng cổ và nó sẽ kết thúc tại huyệt vị là nghinh hương, nằm sát bên cạnh cái cánh mũi. Đó là cái đường đi của đại tràng kinh. Thì quý vị buổi sáng quý vị cứ dùng tay chúng ta đánh vỗ men theo khu vực này đó, men theo khu vực này, và chúng ta tập trung tác động vào khu vực mà dễ bị tắc nghẽn nhất của đại tràng kinh, là khu vực này, là khu vực thứ nhất đấy. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tác động vào cái khu vực mà dễ bị tắc nghẽn nhất, cái khu vực thứ hai của đại tràng kinh,
là khu vực nằm gần cái khớp vai của chúng ta, nơi có huyệt vị kiên ngung này. Chúng ta tác động vào đây bằng một cái cách tương tự như là cái trong cái khu vực thứ nhất là dùng cái ngải cứu này. Chúng ta thắp đỏ lên và đặt vào cái khớp vai như vậy này. Đây, đặt vào xung quanh cái vùng khớp vai. Chúng ta cứ làm tương tự như vậy trong khoảng từ 5 đến 15 phút là hợp lý. Thì cái cách này nó rất là phù hợp cho những quý vị nào mà đang gặp phải những cơn đau ở cái vùng khớp vai. Thì chúng ta cầm ngải cứu bằng thủ công, chúng ta cầm cái điếu bằng tay như vậy chúng ta đưa lên nó rất là khó khăn. Cũng như là chúng ta không quan sát trực tiếp được thì rất là dễ chạm vào da gây bỏng. Thì quý vị sẽ dùng cái này. Có hai cách. Thứ nhất là nhờ người thân của mình hơi giúp. Nhưng mà tránh làm phiền người thân thì chúng ta cứ có cái này. Chúng ta tự làm cho chính bản thân của mình, không cần là phải làm phiền tới ai cả. Chúng ta muốn hơ vào cái vị trí nào thì chúng ta cũng có thể là chủ động được. Và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta đã tìm ra hai khu vực dễ bị tắc nghẽn nhất của đại tràng kinh và đã hướng dẫn quý vị là cách chúng ta tác động vào đó. Khu vực thứ nhất thì chúng ta có thể dùng tay để chúng ta miết vào khu vực này, hoặc là chúng ta dùng nha ngải cứu, dùng cái ống xông ngải cứu này chúng ta hơ vào khu vực này, làm trên cả hai tay. Đó, và khu vực thứ hai đối với cái vùng khớp vai thì chúng ta không thể vớ tay tới mà có thể thực hiện những cái thủ pháp được, thì Khải khuyên rằng quý vị sẽ dùng cái dụng cụ này là cái ống xông ngải để hơ vào và chúng ta làm trên cả hai bên. Thì sau khi mà quý vị kiên trì thực hiện những cái thủ pháp, những cái cách mà Khải hướng dẫn thì những cái triệu chứng, những cái bệnh lý về đại tràng như là nhức đầu, nhức răng, da mẫn cảm, dần dần da chúng ta sẽ nhuộm hồng trở lại, đẹp trở lại, nám, độ mô tầng nhang cũng sẽ được cải thiện. Và những bệnh lý về cái đường kinh mạch nó đi ngang qua như là đau nhức khuỷu tay, hoặc là xương viêm đau khớp vai, hoặc là tình trạng viêm họng mãn tính cũng sẽ được phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị một cách rất là hiệu quả. Và nếu như mà quý vị có những thắc mắc gì thì hãy cứ để lại dưới phần bình luận của video nha. Ngoài ra muốn sở hữu cái ngải cứu cũng như là cái ống xông ngải này thì quý vị hãy liên lạc với Khải thông qua thông tin Khải có để phía dưới màn hình. Có thể gọi điện trực tiếp vào giờ hành chính, hoặc là nhắn tin Zalo, Viber, hoặc là đặt hàng thông qua website. Sẽ có nhân viên tư vấn và giao những cái dụng cụ này đến tận tay cho quý vị sớm nhất có thể. Nếu có thời gian, Khải xin phép quý vị dành ra mỗi thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông, để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới, nó sẽ chắc chắn là thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ Khải xin tạm dừng cái video tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha.